Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Tôi là Nông Văn Truyền, người dựng nên cái kênh miền núi này. Chào mừng các bạn đến với video của tôi và cái kênh của tôi. Các bạn hãy đăng ký và ủng hộ tôi nhé. Hãy like, hãy comment, gọi là đừng ủng hộ tôi để tôi có nhiều động lực hơn trong cái việc gọi là chia sẻ về cuộc sống miền núi. Vâng, như trước mắt các bạn là những ngôi nhà của người đồng bào Mông. Và đây thì tôi đang bước lên cao cao. Cao trên đồi. Vâng. Trong cái video này tôi muốn chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề được gọi là nhiệt độ ở cái những vùng núi này này có thật sự như là giống như là cái nhiệt độ mà trên TV hoặc là trên đài và dự báo không ạ? Theo các bạn thì nó có giống không ạ? Như chúng ta đều biết là khi mà chương trình dự báo thời tiết trên TV hoặc là trên đài, người ta cũng chỉ thường nói là dự báo cái nhiệt độ trung bình khoảng, ví dụ như là nhiệt độ trung bình khoảng thấp nhất 7 đến thấp nhất, nhiệt độ cao nhất là khoảng 17 độ, nó khoảng ngưỡng đấy đúng không? Và thì chúng ta không thể dự đoán được được chính xác cái nhiệt độ, đặc biệt là ở cái nơi mình đang ở, đặc biệt là những nơi miền núi, còn như nơi đồng bằng, ví dụ như là đồng bằng miền xuôi thì chỗ nào nó cũng bằng như nhau thì nó khác. Còn đây thì các bạn thấy đấy, đồi núi lô nhô này, lởm khởm này, nhìn xa xa thì có một ngọn núi nhưng mà mây bao bao phủ vào đấy. Hôm nay thời tiết cũng rất là lạnh nha các bạn nha, trời mây mù, âm u và u ám, trời mờ đấy. Bên dưới kia là một bản Mông, một làng của người dân tộc Mông, và lên cao cao một chút, lên những cái ngọn đồi ngọn núi cao cao một chút nha, đấy là nửa trên núi nha. Đấy, vượt đi một tí thì là mây mù rồi, không nhìn thấy ngọn núi nữa, không nhìn thấy ngọn núi nữa, đỉnh núi cao nữa. Nói thêm các bạn, đây là cái địa điểm là nó thuộc xóm Hồi Tư ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, và tôi cũng được sinh ra và lớn lên ở cái tỉnh miền núi gọi là tỉnh Cao Bằng, nằm ở đông bắc Việt Nam. Tôi thì là người dân tộc này thôi, ăn nói tiếng Kinh không khéo là có những cái từ nó còn không được phát âm chuẩn đấy. Không sao, đấy là phương ngữ của tôi sinh ra nó vậy, phương ngữ địa phương của tôi sinh ra nó vậy. Hiện giờ thì tôi đang ở cái bản Mông, vì điều kiện là công việc nên phải ở một nơi gọi là ở với người dân tộc Mông. Vì thế tôi có mới có điều kiện được gọi là chia sẻ những video về cái cuộc sống miền núi này để cho các bạn xem. Các bạn hãy ủng hộ tôi nhé, để tôi có động lực để chia sẻ nhiều hơn. Và nói thêm là cái nhiệt độ hôm nay ấy, là vào khoảng 8 độ C đấy các bạn. 8 độ C. Đây, cái tay bình thường của mình như thế này đấy nha, nhưng mà nhúng xuống nước một tí thôi, giặt quần áo hoặc là giặt khăn mặt rửa mặt một tí mà tay đỏ hết đấy nhá. Nhiệt độ 18 độ C. Nhưng mà thực tế thì ra ra ngoài trời này mà thấp hơn nữa. Đấy. Lên núi là mây mù này, rất là lạnh các bạn. Có thể là dưới 8 độ. Tôi đứng một tí thôi mà lạnh hết người rồi. Thì các bạn thử đoán xem cái nền nhiệt của miền núi nó có giống như là dự báo thời tiết không? Như chương trình TV dự báo không nhá? Rồi. Chúng ta đang đứng ở khá cao nên cái video này quay được khá nhiều đấy. Đó, quay khá rộng. Tất nhiên, qua cái điện thoại nho nhỏ này không lột tả được cái hình ảnh ở miền núi này đâu. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy thế đúng không? Rồi. Chắc chắn chúng ta cũng đều biết là cái nhiệt độ dự báo thời tiết ấy, chương trình dự báo thời tiết của TV và đài ấy, đúng không? Nó không giống như thực tế đâu, đúng không? Và cũng chia sẻ thật với các bạn là cái vùng đất này ấy, là vùng núi và ở rất là cao. Thì cái nhiệt độ lúc nào cũng là vào mùa đông rét đậm rét hại ấy, thường là vào
nhiệt độ khoảng 6 đến 8 độ này thôi các bạn ạ. Sáng sớm ấy là 6 độ, đến gần trưa trưa có thể hừng hừng, là ngày nào nó không có mây mù mà thời tiết giờ vẫn lạnh ấy thì là khoảng đến 8 độ này thôi. Và như quy định của nhà nước ấy, bình thường thì cái nhiệt độ là dưới 89 độ C ấy nhỉ, ở những cái thành phố lớn, thành phố thị xã thị trấn ấy thì cái học sinh sẽ được nghỉ bởi vì thời tiết quá lạnh đúng không? Là có đấy. Nhưng mà riêng với miền núi này, nếu mà cái có những cái đợt mà rét đậm rét hại kéo dài mà nhiệt độ chỉ có 6 độ C thôi. Đấy, 6 độ C mà kéo dài tầm 1 tháng, 2 tháng, thậm chí có những năm đến 3 tháng liền. Đấy, cái nhiệt độ rét như thế thì là học sinh nơi đây là không được nghỉ đâu. Không được nghỉ học. Mời các bạn đây. Ở cái vùng này ấy, thì là nhiệt độ nó cao nên nhiệt độ thấp hơn nhiều. Nếu như dự báo thời tiết mà ở thủ đô, người ta dự báo thời tiết là ở vùng thủ đô Hà Nội mà vào khoảng 13 độ thì trên miền núi chúng tôi như thế này, ở cái địa điểm này này, nó chỉ vào khoảng 7 độ C thôi. Đấy, thậm chí gần xuống 6 độ C. Rất là lạnh các bạn. Hôm nay nó không có gió thôi. Nó có gió thì đứng ở đây là không được ấy. Đấy các bạn nhìn thấy nào, đấy đây. Nếu mà gió nhá, cái là chuối cái te tua hết. Để chuồng bò cái mông. Xem cái quay góc quay khác nhá, đi chơi nhá. Lạnh đấy. Đây là cái rẫy của đồng bào mà người ta chưa phát đâu, cỏ rậm rạp. Người ta chưa phát cái này, mấy hôm nữa người ta phát đi rồi cày lên rồi trồng ngô đấy. Rồi. Lạnh lắm đây các bạn ạ. Nhìn vậy thôi. Ví dụ như là cái chương trình dự báo của thời tiết của chương trình địa phương như ở Cao Bằng chẳng hạn. Ví dụ như là dự báo thời tiết xung quanh thành phố Cao Bằng. Những ngày rét đậm rét hại này thì không? Ví dụ như là người ta đưa ra một cái số ví dụ như khoảng 10 độ C thì chắc chắn ở trong này thì nó khoảng 6 đến 7 độ. Lạnh hơn rất nhiều. Đây nha, ví dụ như các bạn đang ở đây, ví dụ như là ở đây là cứ cho là 7 độ đi, 7 độ nha, hôm nay là 7 độ đấy. Bước lên lên đến cái chỗ hết cái đoạn đồi cao cao phía cái kia thì lên trên một tí là đoạn mây mù ấy. Chắc chắn là chú kia phải 6 độ C. Đấy, nhìn vậy thôi. Nhiệt độ nó hoàn toàn khác nhau rồi. Này là rất là lạnh, mùa đông, mùa khô. Đang ngắm màn mông, nói về cái thời tiết ở miền núi. À, cũng nói thêm là cái thời tiết ở miền núi này vào cái mùa, gọi là mùa mùa khô ấy. Mùa này này, mùa đông này. Thì là có mây mù, nó giống như là cứ mưa dầm ấy. Nhưng hôm nay là không có thôi, chỉ còn 2, 3, 4 tuần nay rồi nó đều như thế. Hôm nay trời hừng hừng lên một tí thì tôi mới gọi là đi lên đây được chứ, đi ra ngoài được chứ, không thì nó nát ben cái đường đất nữa nên là cũng chẳng ra ngoài được đâu, lười lắm. Đấy. Nó giống như mùa mưa ấy. Vì thế là cái mùa này là cái mùa khô này là ở miền núi lại bán được rất nhiều ủng. Thế nó nghịch lý đấy so với cái miền miền xuôi và đặc biệt là miền Nam. Nhiệt độ hoàn toàn khác nhau. Rất tiếc là không có cái nhiệt kế để các bạn xem nhỉ, xem thực tế ra cho các bạn để các bạn tin hơn. Dù sao đây cũng là chia sẻ cá nhân của tôi về cái thời tiết ở miền núi. Nó lạnh hơn nhiều so với cái chương trình dự báo thời tiết ở trên TV và cũng giống như là dự báo thời tiết ở địa phương. Và chúng ta cũng biết rồi, ở núi là cao, đồi núi cao thì nó lạnh rồi đúng không? Nó lạnh chớ nó lại kèm mây mây mù, kèm theo mây mù nữa. Đó. Đây là một bản của người dân tộc Mông, là xóm Người Tơ, bản Người Tơ ấy. Và tôi cũng
là được là tôi cảm thấy là rất là vui, bởi vì mình sống ở đâu thì Âu ở đấy, thì mình ở đây thì mình phải Âu theo cái vùng đất này, địa phương này. Đấy. Và cũng có cái cơ duyên là chia sẻ những cái video này để cho các bạn được xem. Hôm nay là trời mờ, ngày mùa đông ở trên miền núi lúc nào cũng thế thôi. Lúc nào lại trời sáng à, trời quang mây tạnh giống như mùa mưa kia được. Thời tiết thì toàn nhìn thấy mây mù như thế thôi các bạn ơi. Chán không? Mặt trời không thấy đâu, quần áo giặt 3 tuần không khô ấy, áo phao ấy. Và thời tiết rất lạnh. Vâng, cũng, trong video này cũng chỉ nói về chủ đề thời tiết thôi và một số quang cảnh nơi miền núi. Chủ đề thời tiết, chốt lại một cái điều chủ đề về chủ đề thời tiết là chủ đề thời tiết ở miền núi, thời tiết miền núi lạnh hơn thời tiết so với dự báo thời tiết, và tôi dám khẳng định là như vậy. Chương trình dự báo thời tiết. Rồi, tôi xin tạm dừng video ở đây nhá. Nếu các bạn có xem được video này thì hãy đăng ký ủng hộ tôi, một cái đăng ký là một động lực giúp tôi, nghĩa là chia sẻ những video khác, và comment giúp tôi là bình luận video tôi, một cái bình luận cũng là một động lực. Tôi là người dân tộc Tày, sống thật lắm, có gì nói đấy, nên các bạn đừng ném đá nhá. Hãy chia sẻ đây nhá, vì cùng mục đích gọi là học hỏi thôi, để hiểu biết hơn thôi. Đấy, ví dụ như là trong video này thì các bạn ở miền xuôi hoặc là ở nơi nào đó chưa được, không có điều kiện để mà chứng kiến những cái cảnh như thế này, thì qua cái video này thì cũng rất là vinh dự được chia sẻ cho các bạn. Rồi, chỉ vậy thôi. Bye bye nhé. Và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhá. Chào nhá, tôi là Nông Văn Truyền. Hãy đăng ký kênh của tôi nhá.